Nên là em quyết định một lần đó là em đã nói thật với ảnh. Khi mà anh biết được sự thật đó có thể thay đổi hình tượng về em như thế nào thì em không có quan tâm. Khi mà tiếp xúc một người thì là người ta lúc nào cũng quan trọng cái vẻ bề ngoài và những cái mà nó thiên về cái hình ảnh đẹp nhất của mình. Xin chào, mình là Phương Nguyên, là nữ số 2 trong chương trình Từ Là Hành Thương kỳ 4. Mình đâu đúng không? Oh wow. Tại vì em có nhận cái găng tay từ ảnh từ lúc lần gặp đầu tiên á, nên là em vẫn muốn là nếu mà em có một lần mà em được chọn thì em vẫn sẽ chọn anh số 3. Đi thẳng hả? Đi thẳng anh, đi thẳng chứ. Cặp này mà không về với nhau tôi giận cặp này lắm luôn á. Thì đó. Rồi nắm tay rồi kìa. Nắm tay rồi. Em rất là sợ độ cao, khi mà nhìn xuống cái kính á cảm thấy rất là chóng mặt. Nhưng lúc đó thì anh số 3 là đi trước và ảnh có khẽ nắm tay em, thì đợt lúc đó là em cũng hết sức là bất ngờ và tự nhiên cảm thấy rất là ngại ngùng. Và tự nhiên lúc đó thì cảm xúc rất là bối rối, không biết nói gì hết. Và đợt đó là làm cái kỷ niệm mà em nhớ nhất trong suốt cả chương trình luôn. Thì mấy ngày rồi thì em thấy như thế nào? Anh có đưa cho em cái đôi găng tay á, không? Cái đợt đó là anh ngày đầu tiên là anh xách thêm cái vali á, cái vali á, thì cảm giác là anh này cũng ok. Ví dụ như nếu mà hôm nay nha, em không chọn anh hoặc là ấy là không có ý định để anh với em cũng tham gia buổi tối ngày hôm nay, anh thấy anh cũng nói là nếu như mà không chọn thì anh có thể set up với bên ban tổ chức để có thể chọn một cái địa điểm mình có thể đi cà phê hoặc là gì đó. Tại vì những ngày qua thì kiểu giống như là thật sự là thích rồi, cho nên là muốn đi cùng em. Nói luôn là thích rồi, luôn rồi, xong rồi, cầm này coi xong rồi đó. Trong cái thời gian mà em và anh hẹn hò vào buổi tối hôm đó, là những cái hành động mà nhỏ xíu mà anh đối xử với em thì em vẫn cảm thấy anh rất là chân thật. Nhưng mà em vẫn thấy em có lỗi sao á, nên là em sẽ nói để cho anh biết được tất cả mọi chuyện của em. Anh có thể thay đổi hình tượng về em như thế nào. Nên là em quyết định một lần đó là em đã nói thật với ảnh để quyết định của ảnh đúng hơn và chín chắn hơn trong cái bữa cuối cùng. Em không thích người đàn ông giả dối nên là em cũng không muốn giả dối với người khác. Thì trước khi tham gia chương trình này á, thật sự là em là single thôi. Trước nữa thì thầy ơi, thì dự đoán trước nữa thì em đã